Bình Hằng, Ngọc Trinh đổ máu để tranh ngôi đệ nhất mỹ nhân trong Chị Chị Em Em 2. Chị Chị Em Em 2 là dự án được mong chờ bậc nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với sự tham gia của hai người đẹp đình đám showbiz Việt là Bình Hằng và Ngọc Trinh. Lấy cảm hứng từ cuộc đời hai đại mỹ nhân sài thành thập niên 1930s là Ba Trà và Tư Nhị, Chị Chị Em Em 2 hứa hẹn là bữa tiệc nhan sắc ấn tượng trên màn ảnh, mở ra một năm mới với nhiều dấu ấn của làng phim Việt. Trong đoạn trả lời chính thức, phim hé lộ hành trình Ba Trà, Bình Hằng, dìu dắt Tư Nhị, Ngọc Trinh, rửa phèn từ một cô gái làng chơi vươn lên thành người đẹp tiếng tăm sài thành, từ đây những âm mưu, đấu đá nảy lửa giữa cặp đôi Chị Chị Em Em đã nổ ra nhằm tranh ngôi đệ nhất mỹ nhân. Bên cạnh đó, phim cũng có nhiều phân đoạn hài hước tạo không khí vui vẻ cho dịp đầu năm mới. Trong trailer mới nhất, đạo diễn Vũ Ngọc đã hé lộ về cuộc sống của Ba Trà, Tư Nhị trước khi kết thân. Theo đó, Ba Trà đã là mỹ nhân nức tiếng Nam Kỳ lục tỉnh. Cuộc sống của Ba Trà được miêu tả qua những khung hình ngắn ngủi, nhưng cũng khiến khán giả hình dung được sự xa hoa, hào nhoáng của người đẹp. Đàn ông theo đuổi cô toàn là những người giàu có nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Họ mê đắm Ba Trà không chỉ vì nhan sắc mà còn do danh tiếng của cô. Còn Tư Nhị đang phải bán thân cho một nhà chứa tại Sài Thành. Trong một lần được chạm mặt Ba Trà, cô vô cùng bất ngờ và choáng ngợp trước cuộc sống thượng lưu. Từ đó, nuôi mộng được thoát khỏi cuộc đời nhơ nhớp hiện tại, được làm người và mơ tưởng về vị trí đệ nhất mỹ nhân của đàn chị. Sự vươn lên đầy nỗ lực và bất chấp tất cả của Tư Nhị như một lời tuyên ngôn nữ quyền. Đầy đanh thép của một người con gái tưởng chừng ở dưới đáy xã hội dám đứng lên chống lại số phận. Giữa xã hội Sài Thành thập niên 1930, khi mà phái mạnh có quyền kiểm soát mọi mặt trong cuộc sống thì sự trỗi dậy của Ba Trà, Tư Nhị là những lời khẳng định nữ quyền đầy tự tin, quyết đoán, khôn khéo trong việc tận dụng nhan sắc, cơ thể mình vào việc chinh phục đàn ông. Cặp đôi đang muốn cất lên tiếng nói quyền lực cho phái yếu trong một xã hội nhiều biến động của thời kỳ đó. Bên cạnh trailer, yếu tố nữ quyền còn được thể hiện khá rõ qua poster phim. Trong không gian mang đậm phong cách Tết, cặp đôi Ba Trà, Tư Nhị xuất hiện lộng lẫy, kiêu sa. Tuy vậy, hai cô vẫn chịu nhiều lời gièm pha, phán xét từ những phụ nữ trong xã hội. Đạp lên những điều tiếng dị nghị, hai cô gái trẻ vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước tới. Hình ảnh tự tin đến ngạo nghễ của hai nhan sắc đình đám một thời này có lẽ là hình mẫu mà nhiều phụ nữ xã hội nào cũng muốn vươn tới. Nếu ở những video, hình ảnh được hé lộ trước đó, tình cảm chị em keo sơn của hai người đẹp được thể hiện rõ nét qua những phân đoạn dính nhau không rời thì ở trailer này, khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước những màn đấu đá không tưởng. Ngay từ khung hình đầu tiên, Ba Trà đã giận dữ dồn Tư Nhị vào đường cùng với lời buộc tội đầy oán hận, mày thật to gan khi dám răng bẫy đưa tao vào chồng. Tao sẽ trả mày về cái máng lợn cũ của mày như dự báo trước mối quan hệ không êm đềm thời gian sau đó. Không biết Tư Nhị đã gây ra những chuyện gì với Ba Trà, nhưng có vẻ nó đã chạm tới danh tiếng, tự trọng và tận cùng sức chịu đựng của đàn chị. Khán giả thấy sự xuất hiện của rất nhiều loại vũ khí hạng nặng như dao, súng, thậm chí là bùa ngải. Đoạn cuối trailer, Tư Nhị có vẻ đã bị những kẻ lạ mặt dùng dao tấn công đến ngã gục. Trong phần đoạn cao trào gay cấn, nhiều khán giả tò mò liệu có khi nào nhà sản xuất tạo nên cú bẻ của cửa cắt. Đưa phim xoay chiều theo hướng khai thác góc khuất của câu chuyện tình yêu, thù hận, tiền bạc, quyền lực trong giới thượng lưu những năm xưa cũ. Ngoài hai diễn viên chính được giới thiệu từ trước đến nay, Chị Chị Em Em 2 cũng hé lộ dàn diễn viên phụ như nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, Kim Thư, Lê Giang, Cao Thiên Trang. Bên cạnh những màn drama đầy nút thắt giữa cặp chị em nuôi Ba Trà, Tư Nhị, phim có nhiều phân đoạn hài hước tạo không khí vui vẻ cho dịp đầu năm mới. Trong poster chính thức, không khí mùa xuân ngập tràn với những chi tiết như bình mai vàng, ly xì đỏ, câu đối Tết, tràng pháo xuân. Gam màu vàng, xanh nổi bật được ekip khéo léo sử dụng cũng tôn lên sự rộn ràng đầu năm. Chọn một đề tài hấp dẫn, mới lạ và hứa hẹn nhiều plot twist, nhà sản xuất Vũ và đạo diễn Vũ Ngọc Đáng. Được kỳ vọng sẽ tạo ra cơn địa chấn lớn trong phòng vé dịp Tết Nguyên đán 2023. Liệu cặp đôi Minh Hằng, Ngọc Trinh sẽ mang lại những bất ngờ gì cho khán giả trong dịp Tết tới?